Ok, cảm ơn đại gia đình mình rất. Rồi, mỗi team nhận một chú ngựa đây ạ. Rồi, coi lại. Rồi, cưỡi ngựa quay về. Team màu vàng và 40 điểm thuộc về team màu đỏ và team màu xanh dương ạ. Cái chuyện ta không chạm tay bóng và xuống bóng nào. Tên rồi. Tiếp vào bàn đây, di chuyển rất là nhanh. Hai team còn lại cố lên các bạn ơi. Ok, 60 điểm thuộc về team màu vàng. Còn lại 40 điểm thuộc về team màu đen. Rồi, màu xanh dương tiếp tục. Yeah. 60 điểm. Cho văn hết cát ra. Ok, cảm ơn đại gia đình mình rất.